xã hội ngày càng phát triển, giúp cho con người mạnh dạn hơn trong việc kết nối và tạo ra nhiều giá trị nhân văn, như việc tổ chức sinh hoạt cộng đồng mang tính chất từ thiện với mục đích chia sẻ, giúp đỡ, yêu thương. Vậy chúng ta đã thật sự hiểu rõ về ý nghĩa của từ thiện hay thế nào là từ thiện đúng cách? Tất cả những nội dung trên sẽ được trao đổi trong chương trình trò chuyện hàng tuần kỳ này.